Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Anprostepin BAG được sản xuất tại BAG Healthcare. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Anprostepin BAG cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Anprostepin BAG Anprostadin 500mcg trên 1ml Dạng bào chế Thuốc bột pha tiêm Công dụng và chỉ định của thuốc Anprostepin BAG Tác dụng Anprostadin là chất giãn mạch hoạt động bằng cách thư giãn các cơ và mạch máu trong dương vật để giữ đủ máu trong dương vật để giúp dương vật có thể cương cứng. Anprostadin không chữa rối loạn chức năng cương cứng hoặc làm tăng ham muốn tình dục. Chỉ định. Điều trị suy tim mãn tính nghiêm trọng và duy trì mở còn ống động mạch. Điều trị một số loại rối loạn chức năng cương dương, liệt dương, không có khả năng cương cứng hoặc giữ được sự cương cứng ở nam giới kết hợp với các xét nghiệm khác để chẩn đoán rối loạn chức năng cương dương. Chống chỉ định khi dùng thuốc Anprostepin BAG. Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Liều dùng và cách dùng thuốc Anprostepin BAG. Thuốc dạng bột pha với nước cất để tiêm vào dương vật. Anprostadin được sử dụng khi cần thiết trước khi sinh hoạt tình dục. Sự cương cứng có thể xảy ra trong vòng 5 đến 20 phút sau khi tiêm. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Anprostepin BAG. Trước khi sử dụng Anprostadin, cho bác sĩ và dược sĩ nếu bạn bị dị ứng với Anprostadin của bạn, thuốc Prostaglandin khác như Misoprostol, Citotec, trong Atherotec, Bimatoprost, Lumigan, Latanoprost, Salatan và Travoprost, Travatan, hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Nói với bác sĩ và dược sĩ về những thuốc mà bạn đang dùng, đặc biệt là các thuốc sau đây, thuốc chống đông máu như heparin và warfarin, comadin, thuốc gây chán ăn, thuốc dị ứng, cảm lạnh, huyết áp cao, hay vấn đề về xoang và bất kỳ phương pháp điều trị khác cho rối loạn chức năng cương dương. Tác dụng phụ của thuốc Anprostepin BAG Anprostadin có thể gây ra tác dụng phụ như chảy máu hoặc bầm tím ở nơi mà bạn dùng thuốc, đau ở dương vật, tinh hoàn, chân, hoặc đáy chậu, vùng giữa dương vật và hậu môn cảm giác ấm áp, bỏng rát trong việc mở đường tiết niệu của dương vật, dương vật đỏ, đau đầu, đau lưng, các vấn đề về da, vấn đề tầm nhìn. Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ những triệu chứng này, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức, cương cứng kéo dài hơn 4 giờ, mẩn đỏ, sưng, đau, hoặc cong bất thường của dương vật cương cứng, nhịp tim nhanh, ngất xỉu, sưng tĩnh mạch chân. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Anprostepin BAG, đồng thời biết cách sử dụng Anprostepin BAG sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham